Vài ngày gần đây, mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh và thông tin về nhóm người mặc đồ đen, bâu đen mặt đến từ nhà ăn xin với thái độ hung hãn, đáng sợ ở một số địa phương. Thông tin khiến nhiều người phụ huynh và học sinh hoang mang, lo lắng. Tại Hà Nội, những người này có mặt ở nơi đông người, trong đó có cả các trường tiểu học và trung học cơ sở ở quận Hà Đông. Chị Mỹ Hạnh, một người dân sinh sống ở phường Văn Quán, Hà Đông, thành phố Hà Nội cho biết, cách đây vài ngày, chị có thấy một người đàn ông với bộ dạng khá dị xuất hiện ở gần trường tiểu học Nguyễn Du. Mặt anh ta đen thui, đầu đội mũ bảo hiểm, trong miệng ngậm một vật gì đó phồng to ở hai má. Một tay anh ta cầm chiếc xúc xích, cái đầu gà và tay còn lại cầm chiếc đĩa nhỏ màu đen. Trong đó có tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng, chỉ phía mọi người xin tiền. Có người thấy anh ta kỳ dị nên rút tiền ra cho, còn lại hầu hết là hoảng sợ khi thấy người mặc đen. Nhất là các em học sinh hò hét bỏ chạy tán loạn mỗi khi thấy người đàn ông mặc đen, chị Hạnh cho hay. Là phụ huynh có con cho học tại trường tiểu học Nguyễn Du, anh Thế Tùng cho biết, lúc anh đưa đồ qua trường cho con thì gặp người đàn ông mặc đen cầm xúc xích hướng về học sinh. Tuy nhiên, khi thấy bộ dạng kỳ quái của người đàn ông này thì hầu hết mọi người đều hoảng hốt bỏ chạy. Một số người ở gần khu vực trường học cho rằng người đàn ông kỳ quái này giống kẻ bắt cóc trẻ em, nên tôi cũng như nhiều phụ huynh rất lo lắng. Con tôi cũng hoảng sợ khi gặp người này, anh Tùng chia sẻ. Không chỉ ở trường tiểu học Nguyễn Du, ăn mày mặt đen còn xuất hiện ở trường trung học cơ sở Y Nghĩa, trung học cơ sở Lê Lợi và nhiều trường khác trên địa bàn quận Hà Đông, khiến cha mẹ học sinh lo lắng cho con em mình. Mặc dù mới đây cơ quan chức năng cũng đã tìm ra được thủ phạm giả dạng lăng tinh về việc nhờ bạn đóng giả ăn xin, thế nhưng hiện nay cũng có nhiều kẻ xấu lợi dụng vấn đề này để thực hiện những hành động xấu. Rất mong cơ quan chức năng sẽ có những biện pháp chặt chẽ hơn để bắt giữ những tên giả dạng như thế này.